chỉ cần nghe một bài hát và bạn sẽ kiếm được 7 đô la Mỹ, tức là khoảng 173.000. Nghe 2 bài, bạn sẽ kiếm được 14 đô la Mỹ, khoảng 347.000. Nghe 10 bài, bạn sẽ kiếm được 70 đô la Mỹ, khoảng 1.737.000. Cứ thế nhân lên. Như bạn có thể thấy, hiện tại mình đã kiếm được khoảng gần 600 đô la Mỹ trên nền tảng này. Hãy tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu bạn được trả tiền để nghe nhạc. Sau đây là cách thực hiện. Đầu tiên, bạn cần làm là truy cập bixabay.com. Trên trang web này, bạn tìm đến một music. Nếu bạn không thể tìm được, có thể gõ bixabay.com/music. Đây là nơi có các bản nhạc bản quyền miễn phí cho bất kỳ ai tải xuống và thưởng thức. Tại thanh tìm kiếm tại đây, bạn có thể tìm kiếm theo tên nghệ sĩ hoặc một bài hát hay một thể loại âm nhạc nào đó. Cuốn xuống, bạn có thể thấy rằng trang web này có tất cả những bản nhạc mà bạn có thể tải xuống trên bất kỳ thiết bị nào. Không cần phải trả tiền và cũng không bị giới hạn số lượng bài hát mà bạn có thể tải xuống. Chúng ta sẽ không chỉ nghe và tải các bài hát, mà mình sẽ thực sự chỉ cho bạn một cách để có thể kiếm được tiền từ trang web này. Đây là danh sách những người hiện tại đang kiếm tiền mỗi ngày bằng phương pháp mà lát nữa mình sẽ chỉ cho bạn. Người này hôm nay đã kiếm được 18 đô la Mỹ. Người này hôm nay đã kiếm được hơn 32 đô la Mỹ. Người này hôm nay kiếm được tới 56 đô la Mỹ, tức khoảng 1.390.000 đồng. Người này kiếm được hơn 45 đô la Mỹ, tức khoảng 1.117.000. Hãy tưởng tượng bạn sẽ kiếm được bao nhiêu một tháng nếu bạn nhận được các khoản thanh toán hàng ngày như thế này vào tài khoản của mình. Phương pháp này rất đơn giản để làm theo, và ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu và bạn chưa bao giờ kiếm tiền online thì bạn cũng có thể làm được. Hãy đảm bảo bạn đang có sẵn điện thoại hoặc máy tính để có thể theo dõi và làm theo. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ đăng ký kênh để biết được các ý tưởng và các cách kiếm tiền online mới nhất. Và nếu như bạn hào hứng với việc học cách kiếm tiền online bằng các kỹ thuật đơn giản nhất, hãy nhấn nút thích và bật chuông thông báo để xem được video mới nhất. Trên trang này sẽ có hàng trăm ngàn bài hát. Chúng ta không đơn giản chỉ download bất cứ bài nào mà mình thấy, mà tôi sẽ chỉ cho bạn cách một cách đặc biệt mà tôi đã sử dụng để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhấn vào filter, bạn sẽ tìm thấy tất cả những bản nhạc được liệt kê dưới các thể loại khác nhau. Electronic là nhạc điện tử, upbeat là nhạc làm bạn hứng khởi lạc quan, nhạc cổ điển, nhạc piano độc tấu và còn rất rất nhiều thể loại khác nữa. Sau khi chọn một thể loại mà mình thích, bạn chọn một bản nhạc bất kỳ, nhấn nút phát và nghe thử. Nếu bạn cảm thấy hay và bạn nghĩ người khác cũng sẽ có thể thích nó, hãy nhấn vào download để tải nó xuống. Sau đó bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo. Ví dụ, tôi sẽ vào thanh tìm kiếm, gõ pop music. Tôi sử dụng ví dụ này vì nhạc pop rất phổ biến và rất có thể bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một số tiền bằng cách sử dụng thể loại này. Giống như ở bước trước, chúng ta hãy nhấp vào nút phát để nghe thử bài hát, xem nó có hay hay không. Nếu tôi cảm thấy đây là một bài hát hay và có thể người khác sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần, tiếp theo tôi sẽ nhấn tải xuống. Chúng ta sẽ làm lại bước này ít nhất vài lần. Nghe những bài hát, chọn những bài nghe có vẻ hay và sau đó tải chúng về để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hãy nhớ rằng, bạn càng nghe nhiều bài hát và tải xuống càng nhiều bài thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên dành thêm một chút thời gian ở bước này để nghe thêm những bài hát và tải xuống những bài mà bạn thích nhất. Bước tiếp theo là bạn truy cập trang web này. Ở đây được gọi là uploadforever.com. Uploadforever là một trang web sẽ trả tiền cho chúng ta để chia sẻ các bài nhạc của mình lên trên đó. Bạn có thể tự hỏi rằng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều người tải lên cùng một bài hát lên trang web này? Không sao cả, bởi vì Internet không có giới hạn về lưu lượng truy cập. Hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đang tìm kiếm những bản nhạc như thế này, và chúng ta sẽ không bị trùng lưu lượng truy cập từ cùng một nguồn với người khác. Ngay tại đây trên trang chủ, chúng tôi có thể tải lên các bài hát của mình, và sau đó chúng ta có thể rút tiền từ các phương thức thanh toán khác nhau. Cách thức hoạt động như sau. Khi ai đó tải xuống bài hát mà bạn đã cấp lên trang web của họ, họ sẽ hiển thị một số quảng cáo mà người dùng có thể chọn bỏ qua hoặc xem tiếp, và nền tảng này sẽ chia sẻ doanh thu quảng cáo đó với bạn. Đó là cách mà cả bạn và nền tảng này đều sẽ kiếm được tiền. Để tôi cho bạn xem một ví dụ thực tế về cách bạn có thể nhân đôi thu nhập của mình. Nhấn vào đăng ký tài khoản và bạn sẽ mất chưa đến một phút để hoàn thành. Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản về bản thân tại đây. Sau đó đăng nhập vào, bạn nhấp vào Match Money để đăng ký kiếm tiền trên nền tảng này. Dựa vào bảng dưới đây, số tiền bạn sẽ được trả tùy thuộc vào nơi mà có các lượt tải xuống. Chẳng hạn, như nếu hầu hết các lượt tải xuống của bạn đến từ các quốc gia cấp 4, bạn sẽ được trả 3 đô la Mỹ. Nếu lượt tải xuống đến từ các quốc gia cấp 2 và cấp 3, bạn sẽ kiếm được 4 đô la Mỹ. Và nếu các lượt tải xuống từ các quốc gia cấp 1, bạn sẽ được trả 7 đô la Mỹ. Dưới đây là tất cả các cách khác nhau. Bạn có thể rút thu nhập của mình trên nền tảng này. Bạn có thể sử dụng PayPal, Payeer, Payoneer và vân vân. Bạn có thể chọn từ bất kỳ phương thức thanh toán nào trong số này. Mình thấy tiện nhất là nên rút về PayPal, sau đó rút về tài khoản ngân hàng của mình. Mức rút tối thiểu trên này là 1 đô la Mỹ. Chỉ cần bạn kiếm được trên 1 đô la là bạn có thể rút về bất kỳ số tiền nào về tài khoản của mình. Cuốn xuống đây, bạn sẽ thấy rằng trang web này có khoảng 5 cách khác nhau mà chúng ta có thể thực hiện để kiếm tiền từ trang web này.
Và cách dễ nhất đó là chúng ta có thể bán những bài hát mà mình đã tải xuống từ bước trước thông qua tài khoản của mình. Và chúng ta có thể thiết lập các mức giá cho từng bài hát. Chúng ta sẽ hưởng 80% mỗi khi có ai đó tải xuống các bài hát mà mình đã cấp lên. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình để hướng dẫn bạn cách thiết lập các mức giá. Đây là trang tổng quan của tôi, và tôi đã kiếm được khoảng gần 600 đô la Mỹ bằng cách sử dụng phương pháp trên. Tôi cũng đã chia sẻ liên kết giới thiệu của mình với những người khác trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Và cho đến nay, tôi đã có ít nhất khoảng 36 người cùng tham gia vào nền tảng này và bắt đầu kiếm tiền. Điều tốt là từ những giới thiệu này, tôi có thể kiếm được tiền mỗi khi những người được giới thiệu của tôi kiếm được tiền. Và tôi nhận được ít nhất 10% thu nhập của họ cho mỗi lần. Đó hoàn toàn là thu nhập thụ động. Hãy nhấp vào Upload File. Nó sẽ dẫn bạn đến trang kế tiếp. Bạn bấm vào chu file, rồi tải lên một trong những bài hát mà bạn đã tải xuống ở bước trước. Bạn có thể viết mô tả của bài hát tại đây, và sau đó đảm bảo rằng nó được đặt ở chế độ public, tức là chế độ công khai. Cuối cùng nhấp vào Start Upload để tải các bài hát lên. Sau khi các tệp đã được tải lên, nhấp vào biểu tượng bút chì này. Để đặt giá mong muốn của bạn, tôi sẽ nhập 7 đô la Mỹ cho mỗi bài hát. Bất cứ khi nào có ai đó tải xuống bài hát này, tôi sẽ nhận được về số tiền đó. Lặp lại quá trình này cho càng nhiều bài hát bạn muốn tải lên càng tốt. Hãy đảm bảo rằng trước tiên bạn nghe những bản nhạc này để xem chúng có phải là những bài hát hay không.